Ở trung tâm sa mạc châu Phi có một con kênh độc nhất, đó là kênh Kazinga. Đây là thiên đường của một trong số những loài sinh vật khổng lồ ở châu Phi, loài hà mã. Ở đây có mọi thứ chúng cần cho sự sinh tồn, đó là nguồn nước, lương thực và rất nhiều các loài động vật. Cũng có những thành viên không được chào đón trong đàn và có cả những hàng xóm ồn ào cùng những cuộc tranh chấp để giành ngôi vị thủ lĩnh. Đó là một cộng đồng gắn bó khăng khít, phức tạp và những con mẹ phải canh chừng con mọi lúc. Dường như nó không đơn thuần chỉ là thiên đường như người ta vẫn nghĩ. Sông hồ, đồng cỏ, rừng rậm hình thành nên những nơi trú ngụ hoàn hảo của thế giới hoang dã. Vườn quốc gia Queen Elizabeth ở Uganda. Con kênh Kazinga chảy qua vườn quốc gia và chia nó làm hai. Nó dài 41 km và nối hai hồ nước lớn. Dòng chảy hiền hòa của con kênh và nguồn lương thực gần đó tạo nên môi trường sống hoàn hảo cho rất nhiều loài động vật. Nhưng có một loài động vật thích sống theo cách riêng của chúng. Giờ là tháng 9 và là thời điểm của mùa khô. Một đàn chim cóc cố gắng chống chọi với cái nóng. Chúng đối mặt với nắng và gió, cổ họng của chúng rung lên. Nếu chúng có thể làm mát các mao mạch máu trong cổ họng thì chúng sẽ giảm được nhiệt độ cơ thể. Hàng xóm bồ nông đang cố gắng bắt chước. Con kênh Kazinga có vô số các loài chim. Những con voi cũng là những vị khách ghé thăm quen thuộc. Chúng cần uống khoảng 90 lít nước mỗi ngày, bởi vậy con kênh là một nơi sống lý tưởng. Một đàn trâu rừng châu Phi cũng tận dụng sự dồi dào nơi đây. Nhưng một số loài động vật khác ở Kazinga thì không có được nhiều lợi thế đến như vậy. Con kênh cũng là nhà của nhiều loài khổng lồ, như là hà mã. Ở trong nước, trông chúng thật oai vệ. Hàm của nó có thể mở rộng đến 150 độ và răng thì dài 20 cm. Hà mã sống theo đàn và thường tụ họp ở gần bãi ngầm. Chúng có thể đứng ở những chỗ nước nông và đó là một lợi thế lớn. So với những loài động vật sống trong nước, hà mã không giỏi trong việc bơi lội. Con kênh Kazinga là nhà của rất nhiều đàn hà mã. Mỗi đàn thường có từ 10 đến 20 con và có vùng lãnh thổ riêng. Đôi lúc những đàn cạnh tranh nhau chỉ cách nhau 50 mét.
Từ trên cao nhìn xuống, có thể đếm được số lượng những con hà mã sinh sống ở đây. Có con thì nổi lên mặt nước, nhưng đa số chúng đang lặn dưới nước. Vì chúng quá to lớn nên con kênh khổng lồ Kazinga là nơi sinh sống rất phù hợp và có số lượng hà mã nhiều nhất trên thế giới. Khoảng 600 đàn hà mã sống dọc theo con kênh dài 41 km. Đây là một trong số những lãnh thổ phát triển nhất của Kazinga. Và đàn hà mã đã coi nó như nhà. Khi cơ thể nó chìm một nửa dưới nước thì rất khó để biết đó là con cái hay con đực cho đến khi chúng nằm ngửa ra. Những con đực thì thường tham gia các cuộc chiến. Đàn hà mã này có 7 con đực, 10 con cái và 13 con. Và nó được dẫn dắt bởi một con đực khỏe mạnh. Nó là thủ lĩnh và nó có một chiếc đầu tượng trưng cho sức mạnh. Kích thước của đầu hà mã là dấu hiệu nhận biết sức mạnh. Một số con hà mã sống hơn 40 năm và con đực có ưu thế vượt trội, thể hiện dấu hiệu của sự lão luyện, một vết sẹo do chiến đấu nằm dưới đôi mắt. Nhưng phía trước đang còn rất nhiều cuộc chiến đang đợi nó. Một trong số những con đực non bắt đầu gây chiến. Thủ lĩnh đến để thăm dò. Tiếng gầm khàn khàn rõ mồn một là một lời cảnh báo. Kẻ gây chuyện ngụp toàn bộ cơ thể xuống nước. Nó không trốn. Việc nâng và cúi đầu lên xuống là dấu hiệu của sự khuất phục. Bằng việc trì hoãn nổi dậy, con hà mã trẻ có thể giữ được vị trí của mình trong đàn. Con đực đầu đàn đòi hỏi sự tôn trọng. Một con hà mã trẻ khác bơi ngang qua. Khi nó băng qua, nó quẩy nước tung tóe lên thủ lĩnh. Nó là dấu hiệu khác của sự tôn trọng. Đuôi của hà mã có hình dạng giống như một mái chèo và đó thích hợp cho việc khua khuấy nước. Đó là một ngày nắng nóng và như thường lệ đàn hà mã thư giãn gần bờ. Con đực đầu đàn nằm lên trên mặt đất và điều đó cho thấy kích thước thực sự của nó. Nó dài hơn 3 mét và những cái chân mảnh khảnh của nó phải chịu nhiều áp lực vì nó nặng gần 3 tấn. Một nhóm các con theo nó. Chúng chỉ bằng nửa con hà mã đực. Một con nhỏ hơn bám chặt lấy mẹ. Cứ 2 đến 3 năm, con cái sinh nở một lần và luôn giữ con non bên mình cho đến khi chúng được 7 năm tuổi.
Con non này là thành viên của đàn hà mã. Nó mới chỉ được 4 tháng tuổi và chưa có răng. Nó vẫn đang bú mẹ. Những con thú con sống nhờ sữa con mẹ cho đến khi chúng được 8 tháng tuổi. Con mẹ luôn đề phòng cảnh giác. Một trong số những con đực tiến đến gần, bởi vậy con mẹ sử dụng cơ thể nó như một tấm khiên chắn để bảo vệ đàn con. Trong cả ngày khi hà mã lên bờ, chúng lại gần những rì nước và tìm thức ăn. Chúng ăn cỏ. Quan sát kỹ hơn vào bên trong miệng chúng sẽ cho thấy chúng có ít răng hơn nhiều động vật khác. Chúng nhổ cỏ một cách đơn giản. Miệng rộng và dẹt giúp chúng có thể tước nhiều cỏ cùng lúc. Chúng lững thững bên bờ giống như những thợ gặt khổng lồ quét sạch mọi thứ trên đường đi. Con cũng nhai cỏ nhưng không ăn nó. Nó đang tập ăn cỏ bằng việc bắt chước những con lớn hơn. Giờ thì con đã ăn. Sau đó là thời gian vui chơi. Những con thú con này mới chỉ 1 năm tuổi. Mặc dù vẫn chưa có răng, chúng vẫn muốn sử dụng hàm để phô diễn sức mạnh. Những con hà mã chải lông cho nhau như để thể hiện mối liên kết. Dưới ánh nắng ấm áp và sau khi đã ăn no, những con hà mã chìm vào giấc ngủ. Những con cũng chợp mắt, dường như để chuẩn bị cho buổi chiều. Cả đàn đều thư giãn, ngoại trừ một con. Mẹ của đàn con tỉnh giấc và canh gác như thường lệ. Đã 2 giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi những con hà mã lên bờ. Ánh mặt trời sáng rực thể hiện nhiệt độ ở mức đỉnh điểm. Đối với con mẹ và con thì nó đã quá mức chịu đựng. Da của hà mã mỏng và nếu chúng ở quá lâu dưới ánh mặt trời thì nó sẽ bắt đầu nứt và bị rợp. Đó là một trong những lý do khiến chúng không bao giờ đi quá xa nguồn nước vào ban ngày. Quay trở lại con kênh, con mẹ và con vẫn không tách rời nhau.
con non đứng trên lưng mẹ. Việc này giúp chúng được an toàn. Ẩn mình dưới nước, con mẹ đứng yên khi còn có thể. Chúng sẽ thu hút sự chú ý của kẻ thù khi đứng quá lâu. Nhưng con non có vẻ khá bồn chồn. Chúng sẽ tiếp tục bú cho đến khi được 8 tháng tuổi. Đây thực sự là tay bơi và lặn điêu luyện. Nó lặn nửa mình xuống nước để tìm kiếm thức ăn. Vườn quốc gia Queen Elizabeth ở Uganda là nơi trú ẩn của những động vật trong thế giới hoang dã. Có đến 95 loài động vật có vú sinh sống ở đây và có 605 loài chim khác nhau. Không nơi nào trên thế giới có nhiều hà mã như ở đây. Chúng được tìm thấy ở nhiều nơi ở châu Phi, nhưng điều kiện tự nhiên ở vườn quốc gia là đặc biệt nhất. Rất nhiều lý do liên quan đến vùng đất xung quanh nó, đó là thung lũng Great Rift. Thung lũng trải dài 6.000 km qua châu Phi. Vườn quốc gia Queen Elizabeth nằm ở phía tây thung lũng. Dãy núi Ruwenzori nằm ở phía bắc vườn quốc gia. Chúng cao hơn 5.000 mét và cung cấp nguồn nước cho vườn quốc gia. Dãy núi đầy những sông băng. Nước chảy ra từ các sông băng cùng với nước mưa đổ vào dưới chân thung lũng, tạo nên những hồ nước và tạo nên cả con kênh Kazinga. Vùng đất này đóng vai trò rất quan trọng. Hai hồ nước được nối liền bởi con kênh Kazinga là phần diện tích phẳng. Vì không có độ dốc nên nước ở đây chảy rất hiền hòa. Và hà mã thì ưa thích sống ở nơi nước chảy chậm. Chúng chỉ thích để lộ đôi mắt, đôi tai và chiếc mũi lên mặt nước. Bởi vì như vậy sẽ khiến những kẻ săn mồi khó phát hiện ra. Nếu dòng nước chúng đang ở chảy xiết, nước sẽ vào đầy hai lỗ mũi khiến chúng không thể thở đều. Đặc biệt là nếu dòng nước chảy quá mạnh thì những con thú con sẽ bị cuốn trôi. Ở những vùng khác của châu Phi, hà mã thường sống ở những con sông có dòng nước hiền hòa hoặc những hồ nước nông. Đó là nơi trú ngụ tốt nhất cho mẹ con hà mã. Một buổi sớm bình minh khác ở vườn quốc gia Queen Elizabeth. Đàn hà mã bắt đầu trở nên náo động.
lũ hà mã con đang chơi đùa vui vẻ ở những chỗ nước nông. Đột nhiên, bầu không khí vỡ òa bởi những tiếng ồn ả. Cò quăm Hadada là những hàng xóm ồn ào và các con hà mã thì không thích điều này. Đối với những loài lớn như vậy, chúng dường như dễ dàng bị hoảng sợ. Những con tỏ ra bối rối trước những vị khách không mời này. Và cò quăm mới chỉ là khởi nguồn cho các vấn đề tiếp theo của hà mã. Đàn con phát hiện ra có thêm nhiều vị khách nữa, và đám đông này có thể là phiền phức lớn. Những con voi bắt đầu uống nước gần đàn hà mã. Những con hà mã nhìn chúng một cách thận trọng. Nhưng những con voi không chỉ muốn uống nước mà chúng còn muốn tắm. Nếu những con hà mã trở nên náo động thì có thể sẽ càng làm những con voi thêm phấn khích. Những con voi to gấp đôi những con hà mã và chúng tắm rất huyên náo. Tất cả những gì đàn hà mã có thể làm đó là đứng nhìn. Nhưng một trong số chúng có thể đang bị nguy hiểm. Con đang gần với nguy cơ bị đe dọa nhất. Con mẹ đến gần để giải cứu. Con hà mã phản công, nhưng con voi vẫn không từ bỏ. Đàn hà mã không hề tỏ ra sợ hãi. Cuộc chạm trán với lũ voi thường kéo dài không lâu, nhưng đó lại là một trò chơi đòi hỏi sự kiên nhẫn. Dường như con voi muốn gây ra sự hỗn loạn, nhưng cuối cùng nó lại điềm tĩnh trở lại. Con mẹ thận trọng dõi mắt theo kẻ gây rối đang dần biến mất. Đàn hà mã tập hợp lại dưới sự dẫn dắt và trông chừng của con đầu đàn. Màn đêm dần buông xuống. Nhưng những con hà mã vẫn chưa kết thúc một ngày của chúng. Cả đàn trở nên phấn khích và tạo ra nhiều tiếng kêu, nhiều hơn hẳn ban ngày. Khi mặt trời lặn là lúc hà mã chuẩn bị làm việc. Nhiệt độ giảm xuống còn 18 độ C, dịu mát hơn ban ngày 15 độ. Điều này đã tiếp thêm sinh lực cho hà mã.
con được có ưu thế vượt trội lên bờ trước tiên, và cả đàn đi theo nó. Chúng đang ở cách xa mép nước 200 mét và chúng quyết định ngồi xuống và thưởng thức bữa ăn. Hà mã chỉ bắt đầu bữa ăn khi thời tiết trong ngày trở nên dịu mát. Cách bờ không xa có rất nhiều cỏ, và hà mã ăn tất cả những gì chúng kiếm được. Khi hoàn toàn trưởng thành, chúng có thể nặng tới 4 tấn. Chỗ thức ăn vào buổi chiều không đủ đáp ứng nhu cầu của chúng. Chúng cần ăn khoảng 50 kg thức ăn mỗi ngày, và đó là một lượng lớn cỏ. Khi có rất ít cỏ vào mùa khô thì hà mã thậm chí có thể đi bộ 10 km để kiếm thức ăn. Khi mặt trời lên cũng là lúc đàn hà mã trở xuống nước. Từ trên cao có thể nhìn thấy rõ con đường dẫn từ mép nước đến đồng bằng. Đó là những con đường của hà mã, chúng được tạo nên bởi những con hà mã háo đói. Và mỗi đàn hà mã lại có con đường riêng của chúng. Người ta cho rằng hà mã chỉ đi theo đúng một con đường để khi trở về chúng không bị lạc. Những con đường tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Máy quay đặt trên đường đi cho chúng ta thấy những chuyển động của đàn hà mã. Chúng quay trở lại chỗ nguồn nước, từng con một. Chúng sẽ không đi chệch khỏi đường mòn, trừ khi chúng muốn khám phá chiếc máy quay. Đàn hà mã trở về sau một buổi tối bận rộn, và giờ là lúc bắt đầu ngày mới của những loài động vật khác. Linh dương Uganda khóa sừng lại với nhau như một nghi lễ kết đôi. Trong khi đó, một gia đình lợn rừng đang đi kiếm thức ăn. Con mẹ quỳ xuống để ăn cỏ. Nó phải làm như vậy mới có thể chạm đến cỏ vì chân nó khá dài. Những đứa con cũng làm theo mẹ. Vào mùa khô, nhiệt độ lên cao, nhiệt độ trên savan lên đến 35 độ C. Mọi loài động vật đều tìm mọi cách để tránh nóng. Những con sư tử thường không trèo cây,
Nhưng tại công viên Queen Elizabeth, chúng lại sống theo một quy luật khác. Trèo lên cây cao là một biện pháp tránh nóng rất tốt. Ở trên cây có gió thổi và có bóng mát. Thật là một địa điểm tuyệt vời. Những kẻ chậm chân thường không tìm được chỗ tránh nóng tốt. May mắn là vẫn còn một chỗ cạnh đó. Bàn chân có đệm của chúng giờ được dùng như một chiếc gối êm. Những cành cây có gai. Trông chúng không thoải mái chút nào. Nhưng cũng đáng vì ít ra trên cây vẫn được hưởng gió mát. Một đám đông các con vật tập hợp tại hồ nước ở miệng núi lửa. Chim hồng hạc thi nhau kéo đến hồ nước mặn này, gọi là hồ nước mặn vì nước ở đây có độ mặn cao. Chúng đến để kiếm những sinh vật phù du. Chúng có màu hồng như vậy là do sắc tố của những sinh vật phù du mà chúng ăn. Và cảnh kiếm mồi của loài hồng hạc là điểm thu hút của công viên quốc gia Queen Elizabeth. Nhưng công viên còn có một điểm khác biệt so với sa mạc. Sâu dưới thung lũng, nơi có đồng cỏ chạy qua, có một khu rừng rậm rạp. Sương mù phủ dày trong thung lũng cung cấp độ ẩm để nuôi sống cây cối. Và nơi đây là nhà của một số động vật đặc trưng nhất của châu Phi. Loài tinh tinh. Ở đây nguồn thức ăn cho chúng rất dồi dào. Nhưng loài tinh tinh cũng gặp vấn đề tương tự các loài động vật trên savan. Chúng phải cố gắng để có không khí dịu mát. Độ ẩm trong thung lũng thì cao hơn bên ngoài savan, nhưng con tinh tinh có một cách làm mát mà lũ hà mã sẽ phải khâm phục. Chúng nằm dài trên nền rừng mát mẻ và hoạt động ít nhất có thể. Quay trở lại con kênh, đàn hà mã đang nghỉ ngơi sau một đêm dài vất vả. Vì sống trong nước hầu hết thời gian nên chúng đã phát hiện một kỹ năng đặc biệt, ví dụ như kỹ năng quay tròn tay. Bằng cách quay đôi tay, chúng có thể hất nước lên đầu. Việc này khiến chúng cảm thấy mát mẻ hơn và cũng giúp chúng xua đuổi những con ruồi phiền hà.
đôi lúc hà mã cũng trình diễn những màn nhào lộn. Chúng đạp chân sau xuống đáy con kênh để lấy đà và nhảy. Sáng nay chúng dường như chỉ muốn chơi đùa. Nhưng trong trường hợp gặp nguy hiểm thì những màn nhào lộn như vậy có thể cứu mạng chúng. Tháng 10 đến và mùa mưa bắt đầu, và những cơn gió mạnh đến theo những cơn mưa. Con kênh Kazinga trở nên không an toàn. Đàn hà mã nằm sát lại gần nhau, chúng bám chân xuống đất và cố gắng đứng vững. Con hà mã con đứng sát bên mẹ. Những con khác đứng xung quanh chúng và tạo nên một bức tường bảo vệ. Chúng chỉ biết chờ đợi trận mưa qua đi. Cơn mưa làm cỏ mọc tốt hơn. Cỏ tươi ngon là nguồn thức ăn tuyệt vời cho hà mã và cho cả những loại khác nữa. Nhưng không phải loài nào cũng thích ăn cỏ. Những con chim thợ dệt đầu đen sử dụng cỏ để đan thành tổ. Đó là lý do chúng có tên chim thợ dệt. Cửa tổ chim thợ dệt úp ngược xuống giúp tránh mưa và giữ cho chim non khô ráo. Một loài chim khác cũng đang chuẩn bị nuôi con. Đây là mùa kết đôi của chim choi choi. Ở đầu cánh của chim choi choi có móng rất sắc nhọn. Và mặc dù khá nhỏ bé, nhưng chúng lại là loài chim hiếu chiến. Nhưng tinh thần chiến đấu sống còn của chúng đôi khi rất hữu dụng. Một con thằn lằn muốn ăn trứng của con chim choi choi. Nhưng những con chim bố mẹ can đảm, quyết không từ bỏ. Chúng phải chiến đấu. Con thằn lằn cảm nhận được điều không hay. Nó quyết định bò đi kiếm một bữa ăn khác. Bò sát gồm rất nhiều các loài khác nhau, trong đó có một loài động vật lớn nhất. Đó là cá sấu sông Nin. Chúng đã từng tấn công những con hà mã con. Và con cá sấu này đang tiến gần đến đàn hà mã.
Con mẹ đặt con xuống và đẩy nó ra xa. Hầu hết những con cá sấu đều không phải là mối đe dọa đối với hà mã trưởng thành. Và con cá sấu này cũng không ngoại lệ. Cả hà mã mẹ và con đều được an toàn, nhưng vấn đề lớn hơn đang diễn ra. Đàn hà mã sống bên cạnh đang gặp vấn đề về lãnh đạo và không khí ngày càng căng thẳng. Con hà mã đực đứng bên trái muốn chiếm lấy khu vực này và nó đang thách thức con hà mã đứng bên phải. Một cuộc chiến diễn ra. Nhưng con hà mã trẻ đã đánh giá thấp đối thủ. Con đực đầu đàn dìm đối thủ xuống nước. Điều này là quá sức chịu đựng với con hà mã đực thiếu kinh nghiệm. Nó giãy giụa trong nước và đầu hàng. Nó cúi thấp đầu, cho thấy dấu hiệu của sự khuất phục. Nhưng nó vẫn không từ bỏ lòng ham muốn đối với quyền lực. Nó từ từ bơi vào lãnh thổ của con đực đầu đàn. Nhưng cuộc chiến lần này thậm chí còn kết thúc nhanh hơn. Con đực trẻ hơi vội vã rút lui. Nó đã bơi ra khỏi lãnh thổ của con đầu đàn, nhưng nó vẫn chưa thoát khỏi rắc rối. Nó muốn gia nhập vào đàn hà mã sống bên cạnh. Nhưng nó không được những con khác chào đón. Một lần nữa nó bị xua đuổi. Và nó đã tiêu tốn rất nhiều sức lực. Và giờ đây nó lại trở về chốn cũ. Lại gia nhập đàn của con hà mã nó đã từng chiến đấu. Lần này con hà mã trẻ tiếp cận bằng một cách rất lạ. Nó bơi ngay trước mặt con đầu đàn và quẩy đuôi xuống nước. Nó không còn ý định muốn chiến đấu nữa. Nó cúi thấp đầu xuống như là dấu hiệu cuối cùng của sự thuần phục. Con đầu đàn mở rộng miệng để thể hiện sức mạnh và quyền lực của nó. Và nó phát ra một tiếng kêu lớn. Cuộc thi đấu đã kết thúc. Bây giờ là cuối mùa mưa và sương mù phủ khắp trên con kênh.
Những con hà mã con vực nhau để kiểm chứng sức mạnh của mình. Giờ đây chúng đã được khoảng 4 tuổi và chúng đã mọc đủ răng. Răng nanh của chúng bắt đầu mọc khi chúng được khoảng 1 tuổi và chúng vẫn tiếp tục mọc trong suốt cuộc đời. Con hà mã mới chào đời có vẻ rất thích thú khi được cùng chơi với lũ hà mã con. Nó đập đuôi xuống nước để chào những người bạn mới. Nhưng nó nhanh chóng quay về bên mẹ để cảm nhận được sự an toàn và để nghỉ ngơi trên dòng kênh Kazinga êm đềm. Có khoảng 5.000 con hà mã sống dọc kênh Kazinga ở Uganda. Ở châu Phi, môi trường sống của chúng đang bị hủy hoại vì con người không ngừng mở rộng diện tích sinh sống. Nhiều con trở thành nạn nhân của nạn săn trộm. Nhưng ở đây, trong công viên quốc gia Queen Elizabeth, chúng được sống tương đối an toàn. Chỉ cần có đủ cỏ và có nguồn nước êm đềm để sinh sống, thì loài hà mã sẽ sống sót và sinh sản trên kênh Kazinga. Nơi đây thực sự là thiên đường của loài hà mã.